Những sai lầm khi đi vay tiền hay gặp phải. Một, sai lầm lớn nhất là về control output, chính là cái sao kê tài khoản của bạn 2 tháng gần nhất khi mà bạn phải nộp về ngân hàng nếu như bạn vay private credit, hoặc là cái tháng cuối cùng control notice để bạn chứng minh là cái tiền agent capital khi mà bạn đi vay tiền mua nhà. Ví dụ nếu như bạn mới ở Việt Nam xa, bố mẹ bạn cho bạn 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, đương nhiên là phải dưới 10.000 euro, thì khi bạn đi ra ngoài ngân hàng, bạn ai xa lùng tiền vào thì bạn có thể hoàn toàn ghi là exchange out Việt Nam hoặc là bố mẹ cho tặng tiền Việt Nam. Tiếp đến là hay nhận lương hộ. Rất nhiều người hay nhận lương hộ người khác, nhận người ta tiền mặt nhét vào, xong rồi mình lại đi chuyển khoản mua hộ hàng hóa eBay, Amazon hay là bất cứ những cái hàng gì đó. Cái lỗi này, cái phê lờ này là cực kỳ nghiêm trọng. Tại sao mình nhận lương hộ người khác như thế? Hồ sơ của bạn có thể sẽ bị loại ngay lập tức. Nếu như khi bạn mua vào quá nhiều những bạn bán hàng online, hoặc là hay mua hàng chuyển về gia đình, hoặc những cái bạn mà consumer là những cái tiêu thụ quá nhiều hơn cái mức mà mình kiếm được ấy, là ngân hàng sẽ đặt dấu hỏi chấm. Kể cả mình có chuyển khoản vào để mình tiêu đúng cái số tiền đó cũng chỉ nên 1-2 lần hy hữu thôi. Trên bảng lương thì nó sẽ hiện rất nhiều cái thông tin cá nhân của bạn, thì những thông tin này có thể sẽ bị điền sai, ví dụ số lượng con của bạn, tình trạng hôn nhân bạn kết hôn, hoặc là không ghi IBAN của bạn trên bảng lương, thậm chí là số tiền ở trên bảng lương không khớp với cả cái số tiền người ta chuyển khoản. Hồ sơ của bạn có sạch sẽ đẹp đẽ hay không quyết định rất nhiều dựa trên cái sao kê từ tài khoản đó. Ví dụ các khoản tiền vào trước tiên này, cái tiền lương của bạn là khoản đầu tiên. Mỗi người được vay private credit tối đa là 85.000 euro. Hãy đặt lịch để được tư vấn cụ thể nhất.